Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, tại một số tỉnh thành trong nước xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngưng hoạt động hoặc chỉ bán theo giờ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đi lại sản xuất của người dân. Tại tỉnh Kon Tum, hiện tình hình kinh doanh mặt hàng xăng dầu vẫn ổn định, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân. Chi nhánh xăng dầu Kon Tum hiện có 29 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 20 cửa hàng xăng dầu của khách hàng nhượng quyền thương mại. Trước những biến động của thị trường xăng dầu trong và ngoài nước, đơn vị đã bám sát diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch duy trì nguồn cung ứng cho hệ thống các cửa hàng bán lẻ, không để gián đoạn nguồn cung. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc chi nhánh cũng thực hiện nghiêm việc duy trì hoạt động kinh doanh, treo bảng niêm yết giá bán theo đúng quy định. Đối với các cửa hàng xăng dầu mà trực thuộc chi nhánh thì chúng tôi luôn có cái phương án đảm bảo duy trì bán hàng theo cái khung giờ đã đăng ký với Sở Công Thương. Còn đối với các cái cửa hàng của các cái khách hàng nhượng quyền thì chúng tôi cung cấp hàng hóa trên cơ sở là các hợp đồng đã ký kết và các cái đơn hàng mà các doanh nghiệp này đăng ký với chúng tôi. Do đó cho nên là trên cái địa bàn tỉnh thì cũng chưa có cái tình trạng mà các cửa hàng phải nghỉ đóng cửa vì hết hàng. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu của người dân, chi nhánh xăng dầu Kon Tum đã có phương án xây dựng đơn hàng phù hợp, có tính đến việc nhu cầu tăng giảm do biến động giá. Đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cửa hàng xăng dầu trực thuộc tổ chức bán hàng đúng thời gian quy định, bố trí đủ lao động để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Hiện tồn chứa tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc chi nhánh là 2.300 mét khối xăng dầu. Sức chứa bình quân đạt khoảng 80%, đảm bảo cung ứng đủ cho người dân trong 15 đến 20 ngày. Đối với chi nhánh xăng dầu Kon Tum thì chúng tôi nhận hàng từ các cái nguồn như là ở Đà Nẵng, này, ở Quy Nhơn và Dung Quốc. Và chúng tôi có cái đội xe là hơn 30 phương tiện vận tải để sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu của chi nhánh trong cái trường hợp mà nó đột xuất, thì kể cả ngày nghỉ và ngày lễ Tết đều có thể đáp ứng được. Để tránh tình trạng tích trữ đầu cơ khi giá xăng dầu tăng và nguồn hàng khan hiếm, chi nhánh xăng dầu Kon Tum đã chỉ đạo tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc mở đóng cửa đúng thời gian quy định và chỉ cung ứng đủ số lượng theo từng đơn hàng.